nổi tiếng với tác phẩm Ngụ ngôn về loài ong, ông được coi là người báo trước học thuyết tự do kinh doanh. Nhưng ông cũng gây ảnh hưởng đến nhiều tác giả khác nhau như Marx, Keynes và Hayek. Bernard Mendelsohn cảnh báo sự nguy hiểm của sự tàn tiện và ông chủ trương kích cầu, đặc biệt qua việc khuyến khích chi tiêu xa hoa. Bernard Mendelsohn là một trong những nhà văn có nhiều độc giả nhất và cũng bị phê phán dữ dội nhất đương thời. Ngôn ngữ mẹ đẻ của ông là tiếng Hà Lan, nhưng ông viết tiếng Latin và tiếng Pháp trước khi học tiếng Anh, một cách nhanh chóng và thành thạo, và được ông thể hiện trong các bài thơ, bài viết dưới hình thức các bài theo thể đối thoại, bài châm biếm và bài tiểu luận. Nhưng trước hết, nhà văn này là một thầy thuốc, một nghề đã làm cho bố, ông nội và ông cố của ông nổi tiếng. Ông là một chuyên gia chữa các bệnh dạ dày và bệnh thần kinh, hành nghề cho đến khi chết, cái nghề mà sau này người ta gọi là tâm bệnh học. Năm 1711, ông xuất bản cuốn Acetise Octehiochondriac, Enhitogypasian, luận thuyết về những đam mê bệnh tưởng và cuồng loạn, trong đó ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều trị bệnh nhân trong một thời gian dài, bằng lời nói cũng như bằng thuốc men và các chế độ. Giống như William Petty trước ông hay Fersmuckers này sau ông, những kiến thức y học của ông gắn chặt với những ý tưởng mà ông phát triển về sự vận hành của xã hội. Mendelsohn phát triển những ý tưởng của ông dựa trên các quan niệm về bản chất con người và sự vận hành của tâm trí con người mà ông đã phát triển với tư cách là một thầy thuốc. Trong cuốn luận thuyết của ông viết rằng con người là một tập hợp các đam mê, lần lượt điều khiển họ, cho dù họ có muốn hay không. Vì vậy, tâm trí con người không mang tính duy lý tính được sử dụng để biện minh cho những yêu cầu phát sinh từ cảm xúc. Ý tưởng này là cơ sở của lý thuyết xã hội của Mendelsohn. Ngụ ngôn về loài ong. Lý thuyết trên được trình bày lần đầu trong một bài thơ dài được xuất bản ẩn danh. Và có nhan đề là La rụt me con nén thở, o u let coquis de Venus hồ nê tịp, tổ ong bất mãn, hay kẻ danh mánh trở thành người lương thiện. Trong bài thơ đó, Mendelsohn mô tả một tổ ong phồn vinh, trong đó các con ong sống trong tiện nghi và xa hoa, và chính thể là khác xa với một nền dân chủ lẫn một chế độ chuyên chế. Những con ong đó là những đại diện thu nhỏ của người dân nước Anh vào đầu thế kỷ 18. Họ làm đủ nghề, trong đó có một số nghề không lương thiện, xảo trá, ăn trực, ma cô, cờ gian mặt lận, móc túi, làm tiền giả, lường gạt, bói toán. Không một ai, kể cả những người dũng cảm và siêng năng, có mặt trong cái tổ ong không có bị bậm này. Như vậy, khi mà mỗi thành phần đầy giấy tệ nạn, thì cái toàn thể lại giống như một thiên đường. Những kẻ danh mánh và vô lại góp phần làm nên lợi ích chung. Thị hiếu xa hoa mang lại việc làm cho hàng triệu con ong. Lòng tham tiền, tính kiêu ngạo, sự ghen tị và tính hao huyền kích thích ngành nghề và sự giàu có. Sự phồn vinh nở rộ này. Nhạy cảm với lời kêu gọi của những con ong phải đạo, quyết định nổ tận gốc sự không lương thiện của tổ ong. Quyết định này là một thảm họa. Giá cả sụp đổ đồng thời với sự chi tiêu, và tình trạng thất nghiệp và nghèo đói lan rộng. Tổ ong tàn lụi nhanh chóng và trở thành miếng mồi ngon cho kẻ thù. Nó rơi vào tình trạng vô tổ chức và tan rã. Tác giả kết thúc bài thơ bằng bài học sau đây. Như vậy chúng ta thấy rằng tệ nạn là có lợi, khi nó bị pháp luật xén bớt và hạn chế. Và nếu một dân tộc muốn trở nên vĩ đại, thì tệ nạn cũng cần thiết đối với nhà nước. Như phải có đói thì mới có cho ăn. Mendelsohn đưa bài thơ trên, cùng với lời nói đầu và nhiều ý kiến viết bằng văn xuôi, vào trong một cuốn sách xuất bản năm 1714 có tựa là The Phả Lê Hóc The Bê Y, Hóc Di Vạt Vinh Si. Ngụ ngôn về loài ong, hay khi thói hư tật xấu của cá nhân làm nên lợi ích của xã hội. Ông xuất bản lần hai, bổ sung thêm các bài viết, trong đó có một bài phê phán các nhà từ thiện, năm 1723. Chính lần tái bản này đã khởi động một âm mưu chống lại ông. Năm 1728, ông xuất bản phần hai của cuốn Ngụ ngôn, bao gồm một tập hợp các lời đối thoại đào sâu thêm các luận thuyết của ông. Những bài viết trên phát triển những ý tưởng về sự vận hành của xã hội và sự vận hành của nền kinh tế và tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Chủ đề trung tâm nằm trong tựa đề của cuốn sách, thói hư tật xấu của cá nhân nằm ở cội nguồn của những phẩm hạnh công cộng. Ông viết trong lời nói đầu rằng các thói hư tật xấu không thể tách rời những xã hội mạnh và lớn, và sự giàu có và sự vĩ đại không thể tồn tại mà không có chúng. Luận thuyết này dựa trên một quan niệm đặc biệt về thói hư tật xấu. Mọi hành vi được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân, bởi sự ích kỷ, không xem xét đến những hệ quả đối với lợi ích của xã hội, đều được Mendelsohn định nghĩa là thói hư tật xấu. Vì vậy điều này cũng bao gồm những hành vi được thúc đẩy bởi lòng vị tha, cũng như sự hy sinh và sự tự hành xác, bởi vì cuối cùng chúng cũng phát sinh từ mong muốn được khen ngợi hoặc sợ bị khiển trách, có nghĩa là từ tính kiêu ngạo và ích kỷ. Dục vọng, vốn là nền tảng của hành vi con người, gắn chặt với tình yêu bản thân và lòng tự ái. Người báo trước tư tưởng kinh tế trong tương lai. Trong bài thơ cũng như trong những bình luận của ông, Mendelsohn giải thích rằng việc mỗi người chạy theo lợi ích cá nhân,
không quan tâm đến hạnh phúc của đồng loại, mang lại một kết quả bất ngờ, sự đổi mới, sự kích thích thương mại, sự phát triển kinh tế, sự giàu có, công ăn việc làm, và do đó các giá trị đạo đức của xã hội. Ngược lại, một xã hội đạo đức sẽ cam chịu sự tầm thường và sự nghèo đói. Tuy nhiên, điều này không bao hàm sự biện hộ cho tình trạng vô chính phủ và tội phạm mà người ta buộc tội Mẹ Nể Vin. Thật vậy, ông khẳng định phải lên án tệ nạn khi nó biến thành tội phạm, và rằng vai trò của chính quyền là điều cần thiết để biến đổi thói hư tật xấu của cá nhân thành đạo đức của xã hội. Trình bày các cơ chế để vận hành kết. Quảng lịch lý trên dẫn Mẹ Nể Vin đến việc làm nổi bật một số chủ đề chính của tư tưởng kinh tế trong tương lai. Một trong số đó là sự phân chia lao động, một thuật ngữ mà ông là người đầu tiên sử dụng. Ông cũng giải thích cho thấy tại sao việc con người theo đuổi những lợi ích cá nhân, kể cả những lợi ích đồi bại nhất, ví dụ lợi ích của những kẻ phóng đãng truy lạc. Năm 1724, ông công bố một lời ca tụng các nhà thổ, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và do đó sự tăng trưởng kinh tế. Phản đối các ý tưởng thống trị đương thời lên án sự chi tiêu xa hoa, ngược lại ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đó để kích thích việc làm và lên án sự tàn tiện cũng như sự tiết kiệm, từ xã hội cũng như từ cá nhân. Tiền phải được lưu thông. Ngay cả trộm cắp, mặc dù đáng bị khiển trách về mặt đạo đức, cũng là một cách để làm cho tiền tích trữ của người giàu được lưu thông. Ngoài ra, Mẹ Nể Vin cũng cho rằng trong xã hội bình thường, có những người nghèo và những người bị buộc phải lao động nặng nhọc. Ông cho rằng đó là một tình huống không thể tránh khỏi mà sự tăng trưởng có khả năng làm giảm nhẹ. Nhưng người ta không thể xóa bỏ sự nghèo đói mà ngược lại, trong một xã hội thịnh vượng, cần phải có nhiều người nghèo. Chính điều đó đã dẫn ông đến việc phê phán sự tồn tại của những ngôi nhà tư thiện nhắm đến việc giáo dục người nghèo. Lý giải rằng chính quyền không nên can thiệp vào đời sống kinh tế của xã hội, Mẹ Nể Vin được coi là người báo trước học thuyết tự do kinh doanh, mặc dù ông ủng hộ các biện pháp trọng thương trong lĩnh vực ngoại thương. Quân the phả lê óc the bế y, ngũ ngôn về loài ong, bị kết án hai lần bởi bồi thẩm đoàn của Mỹ Lẹ, nhưng điều đó không ngăn Mẹ Nể Vin xuất bản thêm nhiều phiên bản tiếp theo, được bổ sung bằng một phần bảo vệ tác phẩm. Có thể ông được lột mà có xíu, tránh tỏa từ năm 1710-1718, sau đó làm quan trưởng ấn, quan chức nhà nước đứng hàng thứ hai, từ năm 1718-1725, mà ông ta là một người thân cận, bảo trợ. Một di sản đầy tương phản. Mẹ Nể Vin nổi tiếng chủ yếu sau khi qua đời. Ông có ảnh hưởng đến nhiều tác giả khác nhau như David Hume, Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes và Friedrich von Hayek. Là người phê phán quan điểm của Mẹ Nể Vin về thói hư tật xấu và phần hạnh, Adam Smith đã diễn giải lại một đoạn của Mẹ Nể Vin, mà không nêu tên ông ấy, viết về những hậu quả quan trọng của tội phạm đối với sự phát triển của các lực lượng lao động, lợi ích của việc nuôi sống các luật sư, thẩm phán, cai tù, đào phủ và thợ khóa. Nhưng ông vinh danh Mẹ Nể Vin, mô tả ông ấy là người vô cùng táo bạo và trung thực hơn những người tầm thường biện giải của xã hội tư sản. Keynes xem Mẹ Nể Vin như là người báo trước lý thuyết cầu hiệu quả của ông và trích dẫn rất dài ngụ ngôn về loài ong ở phần cuối cuốn lý thuyết tổng quát của ông. Đối lập với những nhà đạo đức học và nhà kinh tế học theo đó không có lối thoát nào ngoài sự tiết kiệm, công cũng như tư, Mẹ Nể Vin cảnh báo về những nguy hiểm của sự tàn tiện và ông chủ trương kích cầu. Đặc biệt qua việc khuyến khích chi tiêu xa hoa. Keynes chỉ có thể hoan nghênh một người từng viết, nghệ thuật làm cho một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc là tạo cơ hội cho mọi người có được việc làm. Là một đối thủ của Keynes, Hayek cũng xem Mẹ Nể Vin như là người báo trước, bởi vì người bảo vệ thuyết tự do kinh doanh này là người đầu tiên phát triển ý tưởng về sự tăng trưởng tự phát của các cấu trúc xã hội có trật tự. Mẹ Nể Vin, theo lời của Benjamin Franklin, người đã gặp ông ấy tại một quán rượu, là người bạn đồng hành tinh quái nhất và thú vị nhất, có lẽ là người đầu tiên thích thú, nếu không muốn nói là hãnh diện. Khi thấy có nhiều công thức đã ra đời từ những ý tưởng của ông.